Cái gì vậy? Cái gì mà bay quá trời bay vậy? Mia! Đi gì á? Chào em. Xe quá. Từ từ, nó đang băng qua đường từ từ. Để mình đèn đi bộ được chứ? Đèn đỏ. Rồi, dắt bạn qua. Nguyên hôm nay đến đây với anh Jin bằng gì? Dạ tụi em đi bộ mới băng qua đường sai luật đó trời ơi. Ủa vậy hả? Ủa vậy là mình chưa biết lái xe hả? Dạ không, hai tụi em mới có 8 tuổi thôi đúng không anh? 8 tuổi đi về mấy đứa, 8 tuổi đi về. Chương trình này dành cho ai có bằng lái rồi mới được chơi. À dạ 18 tuổi nó lộn thiếu số 1. Dễ sợ, lộn dễ sợ. Khi mà chúng ta đi học bằng lái xe đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì nhiều nhất? Jin, em gặp ông thầy nhiều nhất. Cái lúc mà em học bằng lái á là em mua cái cuốn đó về em tự học ở nhà. Xong rồi cái ngày mà đi thi thì lên thi thôi. Với mình thi lý thuyết thôi rồi, nó không thi được. Thực hành thì không thực hành, mình tự lập mà anh. Có thầy dạy chứ. Jin là học lái ô tô, em học lái xe máy. Quên. Rồi, Mia là người nhấn đầu tiên, xin mời Mia trả lời. Biển số 8 thay đổi. Biển số 8 thay đổi, chốt. Chốt. Tên gốc là gì? Đường ray cho người đi bộ. Đường ray cho người đi bộ. Hả? Đường ray cho... Ủa, ê khoan, người đi bộ nào đi trên đường ray? Biển số 3 bị thay đổi. Đúng rồi đó, biển số 3 thay đổi là đúng. Đúng rồi. Tên gốc là gì? Nhưng em không nhớ là cái gốc của nó là cái gì. Gốc của nó là cái gì? Ráng 10 giây. Đường cấm chạy xe đạp. Đường cấm chạy xe đạp. Đường cấm chạy xe đạp. Đáp án của Mia là đường cấm chạy xe đạp. Là một đáp án. Cấm Mia nhận điểm. Đi vô. Có này nha. Cố lên. Rồi đi. Từ từ bình tĩnh thôi, chậm mà chắc. Màu vàng hợp với màu áo nè. Chắc là ngon lành nè. Rồi buông tay ra mình chào vua hậu nè, lên bục rồi nè. Rồi ơi. Đi tiếp chị ơi. Quả bóng này nó thăng bằng tốt lắm.